Tiếp theo là các hoạt động thăm tặng quà, chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024 tại các địa phương trong tỉnh. Quyền Đức Hòa tổ chức đoàn đến thăm và trao quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và thương binh trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng, Phạm Thị Trợt, ngụ xã An Ninh Tây, mẹ Việt Nam Anh Hùng Đào Thị Chót, thương binh 1 trên 4 Nguyễn Trăng Hiền, cùng ngụ xã Hiệp Hòa. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, đóng góp đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước những ngày qua huyện đức Huệ tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình mẹ việt nam anh hùng thân dân liệt sĩ thương binh bệnh binh gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quyện tại mỗi gia đình đến thăm lãnh đạo quyền đã ân cần thăm hỏi về sức khỏe sinh hoạt cuộc sống của các gia đình qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự đóng góp to lớn của mẹ việt nam anh hùng anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Quỹ ban nhân dân quyền Tân Hưng tổ chức lễ trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho người có công dân cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 80 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh hỗ trợ mỗi căn 100 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân hai gia đình góp thêm. Sau buổi lễ trao nhà, đoàn đã đến đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trung đoàn 88, thắp hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.